Thưa quý vị, ngày hôm nay ngày 11 tháng 3 là kỳ điều hành giá xăng dầu của chu kỳ mới. Tại thành phố Đà Nẵng, ghi nhận tại các cửa hàng trong sáng nay không có tình trạng người dân đổ xô đi mua xăng. Tại cửa hàng xăng dầu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại xuất nhập khẩu Vĩnh Phú nằm trên đường Ngô Quyền, hiện giá xăng RON 953 là 26.830 đồng một lít và E5 RON 923 là 26.070 đồng một lít. Người dân đi đổ xăng theo như nhu cầu bình thường, không có tình trạng tích trữ xăng dầu. Tôi làm về thấy hết xăng đi đổ xăng. Trước đây là chú đổ có 50 ngàn là đại bình, nhưng bây giờ chú phải đổ tóm chục với đại bình được. Thế rứa hơn chay lại cái thằng dù có lấy xuống thì mình cũng vẫn đổ xăng để đi làm hàng ngày đấy thôi. Nhiều chủ cây xăng cho biết xăng này giá xăng vẫn ở mức cũ, không có tình trạng người dân đổ xô đi đổ xăng. Đồng thời cho biết vào chiều tối qua, sau khi nghe dự báo về giá xăng dầu sẽ tăng vào ngày hôm nay, nên nhiều người dân đã tranh thủ đến các cây xăng để đổ đầy bình xăng cho phương tiện của mình, dân miền phải phục vụ liên tục. Trung tới đây là em biết không, nó đắt còn hơn ngày 30 Tết nữa. Khoảng 3 giờ chiều cho tới gần 10 giờ, mình thì khả năng của mình tới đâu thì mình cung cấp tới đó thôi. Chứ tụi anh không chữa lại, dứt khoát. Thì trông mong nhà nước làm sao hoặc là cái thế giới cho nó ổn định cho dân chúng nó đỡ ngừng khổ bớt. Chứ bây giờ qua cái dịch rồi, bây giờ tới cái lúc xăng dầu nữa thấy tội nghiệp. Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 11 tháng 3 cụ thể như sau. Xăng E5 RON 92 không quá 26.077 đồng một lít. Xăng RON 95 không quá 26.834 đồng một lít. Dầu diesel không quá 21.310 đồng một lít. Dầu hỏa không quá 19.978 đồng một lít và dầu ma rút không quá 18.468 đồng một kg. Trong kỳ điều hành giá chiều nay ngày 11 tháng 3 của Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá xăng dầu trong nước dự báo sẽ được điều chỉnh tăng theo đà tăng của giá xăng dầu thế giới 10 ngày qua. Nếu đúng như dự báo, đây sẽ là lần tăng thứ 7 liên tiếp của mặt hàng này.